Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 này, đường hoa Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh truyền thống được tạm rời về đường Hàm Nghi với tên gọi là đường hoa Tết Ất Mùi 2015. Và đại cảnh chủ đề ngay ở cổng chào sẽ là hình ảnh gia đình dê núi. Thông tin chi tiết về việc triển khai đường hoa vừa được Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Sài Gòn Tourist công bố vào ngày hôm qua. Theo thiết kế, đường hoa Tết Ất Mùi có 3 phân đoạn chính với các tên gọi Hào khí Việt Nam, Bản sắc Việt và Vinh quang Việt Nam. Hình ảnh chủ đề là một gia đình dê với các chi tiết từ đôi sừng cong, tai nhỏ, chòm râu đều mang nét đặc trưng của dê núi, oai phong, đĩnh đạc nhưng cũng rất hiền hòa. Hình ảnh gia đình dê trong tư thế ngẩng cao đầu trên ngọn đồi đầy hoa và đá, mắt cùng hướng về một năm mới sáng lạng, một tương lai tốt đẹp. Ở phân đoạn Hào khí Việt Nam, các nghệ nhân sẽ thể hiện tinh hoa của người Việt thông qua những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, xen kẽ trên đoạn đường là những chú dê xinh xắn từ nhiều chất liệu như rơm, cừ tràm, vỏ gỗ kết hợp cùng nhiều loài hoa đa màu sắc. Ở phân đoạn Bản sắc Việt, mở đầu bằng hình ảnh hoa mai đại đóa khổng lồ, mang thông điệp chúc du khách một mùa xuân đậm sắc mai vàng. Xuyên suốt trong phân đoạn này là các loại hoa nhiều màu sắc.